Nằm xuống. Ngài bị thương rồi. Sao cô lại ở đây? Mai Đậu đâu? Thằng bé bị đưa đi từ lâu rồi. Ngài đã bị mai phục. Mùi hương này, số hoa trong sân này, thường ngày đều do bà chủ Trương tự tay chăm bón. Hương hoa này tòa thành chỉ có bà chủ Trương có. Cô chính là Dạ Bất Thu Mặt Quỷ. Chính cô đã giết Tạ Thanh Nhiên. Cô ở ngay trước mặt ta suốt một thời gian dài. Ngươi nhớ kỹ cho ta, bây giờ không phải ngươi không giết ta, mà là ta không giết ngươi. Trước khi ngươi liều mạng với ta, thì tốt nhất hãy làm rõ bản thân được đến đâu. Hơn nữa, lý do duy nhất ta không giết ngươi chính là vì ngươi còn có tác dụng đối với ta. Trước khi Lục Vũ Lâm bị bắt, đã viết cho ta một bức thư mật, nói cho ta chỉ có người mới mở được khóa Ngư Minh. Khóa Ngư Minh này liên quan tới thời cuộc, kẻ địch mạnh trước mắt. Dù có một dạng tên Tạ Thanh Nhiên cản đường, ta cũng sẽ giết không do dự. Ngươi biết không, Tống Hạng Minh, Dương Khắc Cung, Lục Vũ Lâm, bọn họ chính là kẻ phản nghịch thời Hồng Vũ. Bọn họ chính là người mà Yến Dương sai tới hãm hại Lý Nghiêm, mưu hại Đông Cung. Tạ Thanh Nhiên cũng là kẻ phản nghịch. Lý Đông Phương càng chắc chắn là kẻ phản nghịch. Bên cạnh ngươi không ai là không thông đồng với Yến Dương. Tất cả đều biết. Chỉ có ngươi trả án khắp nơi như một tên ngốc. Lục Vũ Lâm sẽ nhận tội lúc hội thẩm ở Trấn Phủ Ti. Đến lúc đó ông ta sẽ chết. Chỉ có ta mới có thể cứu ông ta. Tại sao sổ vô thường của Tống Hạc Minh lại ở trong tay Lý Đông Phương? Còn nữa, tại sao lúc ngươi giúp Lý Đông Phương cứu người lại trúng mai phục của Dạ Bất Thu? Mọi chuyện là vì tài nghệ của ngươi không bằng người khác, hay từ đầu tới cuối chỉ là một trò lừa? Khóa Ngư Minh này liên quan tới thời cuộc, kẻ địch mạnh trước mắt. Dù có một dạng tên Tạ Thanh Nhiên cản đường, ta cũng sẽ giết chết không chút do dự. Tống Hạc Minh, Dương Khắc Cung, Lục Vũ Lâm, bọn họ chính là kẻ phản nghịch thời Hồng Vũ. Tạ Thanh Nhiên cũng là kẻ phản nghịch. Lý Đông Phương càng chắc chắn là kẻ phản nghịch. Bên cạnh ngươi không một ai không thông đồng với Yến Dương. Tất cả đều biết. Chỉ có ngươi trả án khắp nơi như một tên ngốc. Lý Đông Phương. Đại nhân, đây là sổ vô thường của Tống Hạc Minh. Trong sổ vô thường của Tống Hạc Minh có tên của ngươi, ta đã xóa nó đi rồi.
Cái chuông này. Ngươi bị thương rồi. Mai Đậu thế nào rồi? Mai Đậu không hề có đó. Chỉ có mai phục của Dạ Bất Thu. Suýt chút nữa ta đã bị Dạ Bất Thu giết chết. Trương Tuấn Thanh đã cứu ta. Trương Tuấn Thanh chính là Dạ Bất Thu đêm mặt quỷ đó. Ta không thể báo thù cho Tạ Thanh Nhiên. Xét về võ công, ta không giết được cô ta. Xét về đạo nghĩa, cô ta không cứu ta thì ta đã chết rồi. Nói về lợi ích, ta nên quỳ xuống cầu xin cô ta cứu mạng Lục đại nhân. Nhưng ta đều không làm. Trong mắt các ngươi, Lục Tranh là người thế nào? Lục Vũ Lâm là người thế nào? Lý Đông Phương ngươi lại là người thế nào? Lục Tranh, tôi đã gặp Lục đại nhân trong chiếu ngục rồi. Sao ngươi gặp được ông ấy? Đại nhân sao rồi? Lục đại nhân rất khỏe. Bọn ta giúp bầu tâm sự một lần, đã hóa giải được rất nhiều hiểu nhầm. Ông ấy còn dâng tấu lên thánh thượng để giải thích rõ. Ông ấy làm vậy đều là vì ngươi. Thế nên ngươi đừng cảm thấy chỉ có người như Tống Hạc Minh mới là anh hùng. Ngươi và ta là người thế nào, chúng ta rõ nhất. Nhưng ta có thể nói với ngươi, Lục đại nhân là người thế nào. Ông ấy cố gắng chống đỡ trong tình thế nguy cấp như thế, chống cho ngươi một khoảng trời. Ông ấy mới là anh hùng.